Chúng ta hãy tìm hiểu về danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi tin rằng Quán Thế Âm Bồ Tát rất quen thuộc đối với tất cả quý vị, bởi Ngài là một vị Bồ Tát đại từ đại bi và rất có nhân duyên với chúng sanh chúng ta. Quán là năng quán chi trí, trí huệ năng quán, trí huệ dùng để quán xét. Thế âm là cảnh giới sở quán, các âm thanh của thế gian chính là cảnh giới được quán xét. Bất luận âm thanh nào của thế gian, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đều nghe biết cả. Ngài biết rõ từng âm thanh một của mỗi chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài không ngừng quán sát các âm thanh đó. Suốt ngày, Ngài hết xem xét nơi này lại xem xét nơi khác, tìm xem có âm thanh gì hay không. Âm thanh vốn phải lắng nghe mới phải. Vì sao ở đây lại nói là xem? Âm thanh mà có thể xem, có thể thấy được ư? Chúng ta thì không thể. Song Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể thấy được âm thanh. Ngài nhìn thấy âm thanh như thể chúng được ghi nhận trên màn radar và mỗi chúng sanh được ký hiệu bằng một ánh chớp nhỏ trên màn ảnh radar. Ngài có thể theo dõi từng âm thanh của quý vị. Đó là một cách giải thích. Lại có thể giải thích rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có khả năng nghe bằng mắt và thấy bằng tai. Mặc dầu chúng ta nói là Ngài quán sát các âm thanh của thế gian, Ngài cũng có thể nghe bằng mắt được. Ngài không chỉ dùng mắt để nhìn mà còn có thể dùng mắt để nghe nữa. Vì sao ư? Bởi vì Ngài có thần thông lục căn hỗ dụng. Những người tu hành theo kinh Pháp Hoa đạt được cảnh giới Pháp Hoa Tam Muội hoặc lục căn thanh tịnh đều có được khả năng lục căn hỗ dụng, huống hồ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên tai của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể nói chuyện, có thể ăn uống, mắt của Ngài có thể nghe và cũng có thể suy nghĩ được nữa. Đó là cảnh giới lục căn hỗ dụng mà Quán Thế Âm Bồ Tát đã chứng được từ lâu xa về trước, và nhờ vậy Ngài có thể quán xét âm thanh của thế gian. Có lẽ có người thắc mắc tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại đa sự, muốn ôm đồm nhiều việc quá vậy, từ sáng đến tối nhọc lòng quán xét âm. Quán Thế Âm Bồ Tát làm như thế là vì Ngài không thể bỏ mặc chúng sanh, quý vị, tôi và bao người khác nữa. Ngài xem tất cả chúng sanh như con vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng khác nào một người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn để ý xem đứa này có khóc không, đứa kia có đói không, đứa nọ có lạnh không, suốt ngày ngày bận rộn trông nom chúng sanh chúng ta. Có người thắc mắc, như thế thì Ngài giống như babysitter sao? Đúng, cũng gần như là vậy. Có điều là Ngài không được trả lương, đó là điều thiệt thòi nhất cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính vì không thể bỏ mặc chúng sanh, nên Ngài muốn quán xét các âm thanh của thế gian để xem có chúng sanh nào đang chịu đau khổ, thì Ngài giải trừ sự thống khổ cho chúng sanh đó, hoặc có loài chúng sanh nào gặp nạn, thì Ngài giải trừ tai nạn cho loài chúng sanh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu khổ sở, thì chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tất quý vị sẽ được gặp rủi hóa may, và mọi sự được thuận lợi đúng như ý quý vị mong muốn. Đa số người đời không biết đến diệu pháp này, cho nên khi gặp chuyện nguy hiểm bất chắc, họ không biết niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu lúc gặp hiểm nguy mà quý vị có thể nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị sẽ được bình yên vô sự. Nếu quý vị ở trong đám cháy, lửa sẽ không thiêu đốt quý vị. Nếu quý vị té xuống chỗ nước sâu, nước không nhận chìm quý vị. Nếu quý vị không biết bơi, quý vị sẽ thấy mình tự nhiên được tấp vào chỗ cạn. Đó là do sức cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nguy cấp, chỉ cần quý vị có thể niệm danh hiệu của Ngài, chắc chắn sẽ được sự cảm ứng và được cứu thoát. Tuy nhiên, quý vị cần phải thật sự có lòng tin, không thể lưỡng lự, bán tin, bán nghi được. Giả sử quý vị bị ở trong đám cháy và vừa niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa hoài nghi, có thật là Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu mình không? Không có đâu, làm gì có chuyện mầu nhiệm linh thiêng như thế được. Vì một niệm nghi ngờ đó, Ngài không thể đến giải nguy cho quý vị được. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị không tin, không có tín tâm đối với Ngài. Quý vị cần phải một lòng một dạ thiết tha tin tưởng, mình niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài chắc chắn sẽ đến cứu mình. Hoặc nếu sắp bị cọp dữ, vồ bắt ăn thịt,
quý vị liền nhắm nghiền hai mắt và niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên cọp sẽ không thể hạ miệng ra được nữa, đó chính là nhờ thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Bồ Tát là giác hữu tình, kẻ đi giác ngộ chúng hữu tình, giúp họ trở nên giác ngộ. Các ngài cũng là hữu tình giác, những chúng hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát cũng còn được gọi là đại đạo tâm chúng sanh, khai sĩ hoặc hữu thượng sĩ. Niệm Quán Âm trong tự tánh. Nay chúng ta chuyên tâm một lòng niệm ngài Quán Âm Bồ Tát, vậy ta cũng phải niệm ngài Quán Âm trong tự tánh của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng ở bên ngoài có cái gì, bên trong cũng có cái đó. Như ở bên ngoài có Quán Thế Âm Bồ Tát thì bên trong cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vậy, khi niệm ngài Quán Âm thì ta phải làm sao niệm cho trong và ngoài là một, không phải hai. Trong tự tánh của chúng ta đã gồm đủ mọi đức tánh của vô lượng chư Phật đông như số cát sông Hằng. Cho nên, khi miệng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong lòng cũng phải chí thành tha thiết. Mọi tạp niệm đều chẳng sanh, mọi vọng niệm đều dứt bạt và chỉ nhất tâm chuyên chú vào niệm. Không mong ước điều gì, không tham một sự gì cũng chớ nên có ý nghĩ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm gì. Phải coi việc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một tự tánh bổn phận. Chúng ta niệm đến trình độ niệm mà chẳng niệm, chẳng niệm mà niệm, đó là cảnh giới tự tánh Quán Thế Âm hiện tiền, kết thành một khối, quên người quên mình, như vậy còn chỗ nào là phiền não nữa, còn chỗ nào là vô minh nữa. Đến cảnh giới vô ngại tự tại thì đại viên kính trí sẽ hiển lộ, bình đẳng tánh trí sẽ hiện tiền, rồi diệu quan sát trí cũng như thành sở tác trí đều đầy đủ, có đủ bốn trí, nhưng chỉ mới tới giai đoạn đầu, bởi trong bốn trí còn trăm ngàn vạn loại khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Chẳng phải mới thấy các trí xuất hiện mà cho rằng chúng cùng với bốn trí của chư Phật là giống nhau. Bất luận ở giai đoạn nào, tới được quả vị nào, thứ bậc không phải nhất loạt ngang nhau. Người tu hành phải hiểu rõ ý nghĩa sai một ly, đi một dặm, phải tự nhắc mình dụng công đi đúng hướng, tránh rẽ ngang, khỏi đi vào bảng môn ngoại đạo và lầm vào tình trạng tà chi tà kiến. Phải luôn luôn giữ tránh chi tránh kiến, tức tránh niệm mới hiện tiền. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta, chứ không phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của người khác. Thế nào gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát của ta? Chính là ta với Quán Thế Âm Bồ Tát là cùng một thể. Niệm như vậy nghĩa là ta cũng có đức từ bi, cũng có hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng đầy đủ 7 nạn, 2 cầu, cũng 32 ứng thân như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Hành phải biết hồi quang phản chiếu. Người tu hành phải thực tình, phải thật sự tu, phải bỏ công sức ra chứ không thể nhởn nhơ. Có một số người nói họ hành đạo Bồ Tát, nhưng đúng ra là họ cốt biểu diễn cho bà con thấy. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi lời nói ra, họ đều phô trương cho mọi người thấy, chứ không phải cho chính họ thấy. Những người đó cần phải biết hồi quang phản chiếu. Còn như chờ người khác trông thấy mới niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu quả có tư tưởng đó thì phải mau mau sửa đổi lại. Phàm kẻ tu hành mà chỉ muốn người khác trông thấy mình tu chính là bỏ gốc cầu ngọn. Quên cái gốc rễ để chạy theo cái ngọn là chuyện không được. Tu hành là để cho chính mình thấy, trông thấy được mình tức là hồi quang phản chiếu. Nhớ kỹ, hồi quang phản chiếu chứ không phải phóng quang ngoại chiếu. Nếu phóng quang để chiếu ra ngoài, tức là chỉ muốn cho người khác nhận thấy, để họ bảo rằng mình là người thật sự tu. Phải biết rằng, khi đã phóng quang ra ngoài thì chẳng còn gì nữa, bởi hào quang của mình chẳng có bao nhiêu. Một khi phóng ra là hết, mình chưa tu hành đến độ viên mãn, quang độ yếu ớt. Chờ khi nào tu đến viên mãn, lúc đó phóng quang cũng chưa muộn. Bây giờ đang trong giai đoạn tu hành, không nên phóng quang. Việc tu hành cũng giống như việc học. Mới đầu học tiểu học
tiếp theo là trung học, sau lên đại học, rồi sau nữa mới có bằng tiến sĩ. Tu hành cũng như vậy, cứ từng bước một mà tiến lên dần dần, chứ không thể đi theo lối tắt. Có người bảo, Thiền Tông đề xướng đốn ngộ, nghĩa là khai ngộ một cách chớp nhoáng. Chúng ta nên hiểu rằng, đốn ngộ là nói về lý, cái lý về ngộ ngay tức khắc, nhưng về sự thì phải tu tập dần dần. Đốn ngộ là nói về cá nhân đốn ngộ, chứ không phải nói về thời hạn đốn ngộ. Một khi tu là ngộ ngay. Trước đây, từ vô lượng kiếp, người ta đã tu rồi, đã từng gieo trồng hạt giống bồ đề rồi, lại nỗ lực canh tác, mỗi ngày một ít tích lũy, cho tới ngày nào đó công phu mới trổ thành quả chín. Không khi nào có trường hợp chẳng tu mà được khai ngộ. Câu nói, lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu, chính là nghĩa này. Tại nơi này, chúng ta tham dự thất quán âm, chúng ta phải mang hết tinh thần trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không thể lười biếng cầu an, kiếm cớ để trễ nải. Nếu như để cho tâm hồn phóng dật, tức là để thời gian qua đi một cách uổng phí, lỡ mất cơ hội khai ngộ, đáng tiếc biết bao. Thất quán âm này xin quý vị hết mình dụng công, pháp hội này chính là một cơ hội hiếm có, mong quý vị hãy trân quý từng thời khắc, nỗ lực dụng công trì niệm Quán Thế Âm chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao chúng ta phải vào thất quán âm? Chúng ta cần niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát một cách thường xuyên. Kỳ thực, đối với kẻ tu hành thì ngày nào cũng coi như ở trong thất. Còn đối với chúng ta, vì chưa từng dụng công nên mới cần phải định ra một thời gian để tất cả mọi người tụ hội lại rồi cùng nhau cử hành nhập thất. Cái đó gọi là khắc kỳ thủ chứng. Trong vòng 7 ngày này, mọi duyên bên ngoài đều buông bỏ, một niệm chẳng sanh, chuyên tâm nhất trí, trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu của Ngài sẽ có thể lìa mọi tà chi tà kiến, đồng thời tăng trưởng chánh chi chánh kiến. Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tâm bình hòa, hơi thở đều đặn, tinh thần tập trung, không nên có ý ganh đua, có tâm cạnh tranh. Ganh đua và cạnh tranh là hành vi của người thế tục. Tu hành là không đua với người đời, không ganh với ai, mọi người đều cùng nhau dụng công. Người nào dáng sức dụng công cũng vậy, cũng coi như chính ta dụng công. Có tư tưởng đó thì hết tranh đua hơn kém. Người tu hành cũng không nên buông lung và sợ vất vả, phải thường xuyên tinh tấn, luôn luôn tinh tấn từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây. Một phút tinh tấn là một phút cảm ứng. 10 phút tinh tấn là 10 phút cảm ứng. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng có chân thành chăng? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trông thấy rất rõ. Ai niệm Ngài với một lòng chân thành, người đó sẽ được Ngài gia hộ cho trí huệ sáng suốt, căn lành tăng trưởng, tội ác tiêu diệt, ba chướng diệt trừ, tức nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Tóm lại, hết thảy ác nghiệp đều được tiêu diệt. Bởi vậy, phàm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải niệm hết sức chân thành. Ai niệm chân thành, kẻ đó được lợi ích. Ai niệm không chân thành, tuyệt đối không gặp cảm ứng. Trong thất quán âm, có người niệm một cách chân thành, nhưng cũng có người niệm một cách tùy hỷ, mà chưa phải là thật lòng. Thấy mọi người niệm, mình cũng niệm. Thấy mọi người chạy, mình cũng chạy. Thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi. Trước sau chân tâm vẫn không nảy sanh. Nghĩa là chân tâm không có vọng tưởng. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không thấy tâm tham, cũng không có tâm cầu, tức là có chân tâm. Không tranh, không ích kỷ, tự lợi, cái đó cũng thuộc về chân tâm. Dụng công với chân tâm, mọi nghiệp chướng đều bị tiêu trừ. Tâm không chân, nghiệp chướng vẫn bám giết theo. Cho nên, trong thời gian nhập thất quán âm, hay nhất là bớt một câu nói, thêm một tiếng niệm. Có câu rằng, đà đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân hoạt, nghĩa là làm chết tạp niệm thì pháp thân sẽ hiển hiện. Người tu hành vì chuyện dứt sanh tử, vì mục đích cứu độ chúng sinh mà dụng công tu tập, chẳng phải vì cầu được cảm ứng. Có câu rằng, tư y y chí, tư thực thực chí, nghĩa là nghĩ tới áo thì có áo, nghĩ tới ăn thì có ăn, nghĩ chuyện gì thì có chuyện đó. Đây là cảnh giới của chư thiên. Nhưng tới lúc phước trời hưởng hết thì lại trở về luân hồi chịu khổ.
người tu đạo nên hướng tới pháp rốt ráo là giải thoát, mới mong ra khỏi được tam giới, mới dứt được phần đoạn sinh tử. Niệm Quán Âm cứu kẻ lâm nạn. Phật tử Quả Khiêm, tức là sư cô Hằng Nhượng, vừa rồi đã kể lại kinh nghiệm chạy nạn từ Việt Nam, gặp đủ mọi cảnh khổ hiểm nghèo, tóm lại là thập tử nhất sinh. Chỉ vì nữ Phật tử Quả Khiêm thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nên được Ngài từ bi gia hộ, khiến cho mọi sự bình an, thoát khỏi nơi hang hùm và cuối cùng tới được Vạn Phật Thành để tu hành. Những người chạy nạn từ Việt Nam ở Vạn Phật Thành này đều được nghe nói về chuyện này, hy vọng họ cũng nói hết những điều bản thân họ đã gặp, công bố cho cả thế giới hay. Ngày sau xuất bản thành sách sẽ lấy tên là Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký. Hiện nay chúng ta ở nước Mỹ bình an vô sự, chẳng biết thế nào là khổ, phải là người đã từng gặp nạn thì mới thể hội hết cảnh thống khổ ra sao. Bởi vậy, mong rằng quý vị chớ nên theo lối, lúc bình thường chẳng chịu đốt hương, khi lâm nạn mới ôm chân Phật, lúc ấy chẳng kịp nữa đâu. Chúng ta phải có sẵn tinh thần, nghi vị vũ nhi chủ mâu, vô lâm khát nhi quật tình, nghĩa là chưa mưa đã chuẩn bị, chưa khát đã đào giếng. Tại nơi đây chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là cầu nguyện cho các nạn nhân trên thế giới, mong sao cho họ lìa khổ và an vui, thoát ly cảnh khổ ách. Mục tiêu nhập thất của chúng ta nhằm việc cứu vớt các nạn nhân, kéo họ ra khỏi bể khổ, tức là quan thiết tới sanh mạng và sự an toàn của nhân loại vậy. Sứ mạng này lớn lao như vậy nên chúng ta phải dốc lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Càng thành tâm bao nhiêu, càng giúp được nhiều người bấy nhiêu. Tấm lòng trắc ẩn, ai ai cũng có. Lại nữa, quan điểm của Phật giáo là phải cứu độ khắp chúng sinh. Do đó, chúng ta phải xả thân mạng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tông chỉ của Vạn Phật Thành vốn là cứu độ chúng sinh trên khắp thế giới. Vì sự khổ não của chúng sinh mà hàng ngày chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu Ngài với ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nghe vọng, ngàn tay cứu vớt, độ khắp chúng sinh. Chúng ta nay trong thất Quán Âm phải tận lực niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu là lười biếng, tức không có lòng từ bi, và người nào như vậy thì không có tâm đạo đức, sẽ không có công đức, và trong tương lai quả vị thành tựu được rất là hạn hẹp. Chúng ta tu theo Pháp Đại Thừa phải có tinh thần xả kỷ cứu nhân, cầu hạnh phúc cho chúng sinh, cầu hòa bình cho chúng sinh. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải là niệm cho chúng ta, mà là niệm cho các nạn nhân, vì cảnh khổ của họ mà chúng ta niệm. Với tông chỉ như vậy thì công phu niệm của chúng ta nhất định sẽ mang lại cảm ứng rất lớn lao. Quý vị nghe xong câu chuyện của Phật tử Quả Khiêm mới hay rằng, ngoài Quán Âm không phải chỉ là tầm thanh cứu khổ mà còn bảo hộ cho chúng sanh được an toàn nữa. Ngài chính là chỗ chúng sanh có thể nương tựa. Trong thời gian dự Quán Âm thất này, quý vị phải thành tâm mà niệm. Thêm một người niệm là thêm một phần kết quả. Thêm một phần kết quả là được thêm một địa phương hòa bình. Công đức ấy thật là trọng yếu. Chúng ta chẳng cầu cho chúng ta, cho lòng tham của chúng ta, mà cầu hòa bình, cầu an ninh cho toàn thể nhân loại. Ai là Phật tử chân chính thì nên hành động như vậy, nên trang bị tư tưởng như vậy, nhất định sẽ có Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Chuyện người đá cầu Pháp. Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện có thực. Cách nay khoảng 10 năm, có một gã hình dung cổ quái, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, ăn mặc thì lôi thôi, quần áo lam lũ, thân cao khoảng 5 feet, người khẳng khiu như que củi, sắc mặt không đổi thay. Ngày đó, gã tới cổng lớn của chùa Kim Sơn, rồi ở đấy, gã ngồi tựa lưng vào tường. Gặp phải lúc trời mưa lớn, gã vẫn ngồi yên bất động. Có người bảo gã đi nơi khác, gã vẫn nín thinh, không thèm để ý tới. Chừng 3 ngày sau, tôi ra cổng chùa coi thử. Gã không hề nói chuyện với ai, vậy mà gã lại bắt chuyện với tôi. Tôi hỏi, gã họ gì? Gã đáp, họ Thạch. Tên gì? Gã đáp, tên Nhân. Lại hỏi ở đâu tới thì đáp, ở trên núi xuống. Khi hỏi đến để làm gì thì đáp rằng, đến để cầu Pháp. Tôi mới bảo, ở đây chúng tôi chẳng có Pháp nào để cầu cả.
anh đến như vậy sẽ thất vọng. Gã trả lời, tôi chẳng bị thất vọng đâu. Hỏi han như vậy xong, gã theo tôi vào chùa Kim Sơn, rồi cùng theo đại chúng, khi ngồi thiền, khi ngủ nghỉ, nhưng tuyệt đối gã không ăn, không uống, không cả việc tiểu tiện hay đại tiện. Thật là một gã kỳ quái. Ngày ngày, gã ngồi yên tọa thiền, không nói năng, không cử động, trông gã tựa hồ như kẻ bị ngộ độc, cũng giống như kẻ đến để ngồi giỡn chơi. Gã giấu trong mình một khúc than củi, hỏi đến thì gã nói dùng khúc than đó để giữ hơi ấm. Gã ở tại chùa trong mấy hôm hoạt động chung với đại chúng. Mọi người ở thiền đường dụng công, gã cũng dụng công. Khi tất cả lên lầu ngủ, gã cũng lên lầu ngủ. Mọi người sợ gã ăn cắp đồ đạc, nên cho người bố trí canh gác gã. Và trong lúc gác thì người gác cũng nghỉ ở ngoài cửa. Phòng khi gã mở cửa đi ra thì người gác có thể phát giác ngay được. Bỗng một hôm, không ai thấy gã người đá đâu cả. Người gác rất lấy làm lạ, không biết gã dùng cách gì mà đi khỏi chùa. Không ai hay biết. Câu chuyện này chúng ta phải giải thích ra sao đây? Người đá còn biết tới Kim Sơn Thánh Tự để cầu Pháp, huống chi chúng ta, vốn là vạn vật chi linh mà không cố gắng học Pháp, chẳng là đáng tiếc hay sao? Di cư đến thế giới cực lạc. Tại Trung Hoa, người ta thường nghe nói câu Gia Gia Quán Thế Âm, Hộ Hộ Di Đà Phật, nghĩa là Nhà Nhà Quán Thế Âm, Nhà Nhà Di Đà Phật. Ngài Quán Thế Âm thật là đặc biệt có duyên với chúng ta. Ngài sẵn sàng rước chúng ta về cư ngụ vĩnh viễn nơi đất cực lạc, chẳng phải qua một thủ tục di dân nào. Chỉ cần chúng ta tỏ ra chân thành, một niệm thỉnh cầu là có thể tới được, tuyệt đối không có gì là phiền phức. Chỉ khi nào không có bằng chứng về một niệm chân tâm thì chúng ta không thể tới thế giới cực lạc. Làm thế nào để có bằng chứng về một niệm chân tâm? Thật quá dễ dàng, đơn giản vô cùng. Chúng ta chỉ cần chân thành mang hết tâm ý ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là đủ. Bởi vì Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc, còn Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là những vị phụ tá đứng hai bên. Quý vị đó được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Bất cứ chúng ta niệm danh hiệu của vị nào, niệm sao cho đến nhất tâm bất loạn, nhất trần bất nhiễm thì ắt được đái nghiệp vãng sanh. Nghĩa là sanh về nước cực lạc, dầu ta còn mang nghiệp, từ trong hoa nở ra thấy Phật hay thấy các vị Bồ Tát. Nếu chẳng muốn di cư đến thế giới cực lạc thì khỏi cần niệm danh hiệu của Tam Thánh, nhưng còn muốn về cực lạc thì phải niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi còn sống sẽ được miễn ba tai bảy nạn, khi chết thì được vãng sanh cõi tịnh độ. Nhất, chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm làm sao cho chúng ta cùng Ngài là một, tách nữa cũng chẳng rời ra, như vậy tới lúc lâm chung, dầu không muốn cũng phải sanh về cực lạc. Tại sao vậy? Bởi vì một khi gốc rễ đã vững chắc, thì tương lai ắt phải sanh cành, sanh lá, nở hoa và kết trái vậy. Vạn Phật Thánh Thành, tẩy rửa thân tâm, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tại đạo tràng thì rất dễ có cảm ứng. Niệm với một lòng kiên thành, niệm mà không loạn tưởng, niệm đến trình độ niệm Phật Tam Muội thì gió thổi chẳng lọt, mưa rơi chẳng thấu, mọi nguyện vọng sẽ được mãn túc. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng cung kính, phải chú tâm không có vọng tưởng, nhất định sẽ có cảm ứng. Bất kể chúng ta có vọng tưởng gì, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng biết. Chúng sanh có các loại tâm nào, Quán Thế Âm Bồ Tát đều biết hết, đều thấy hết. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng chí thành, hết mực, ắt có cảm ứng. Không thành tâm sẽ không có cảm ứng. Những người ở Vạn Phật Thành, ai nấy đều phải thanh tịnh thân tâm, không cho sanh khởi tâm vô minh, tâm phiền não. Không được tức giận, lúc nào cũng phải giữ một thái độ hòa nhã, hướng tới lòng từ bi. Không đối xử thô lỗ với bất cứ ai, không xen vào bất cứ một chuyện gì. Giữ được như vậy mới là thực lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và thực lòng thờ lạy Ngài. Những ai đến Vạn Phật Thành lạy Phật không thể sanh tâm phiền não. Nếu có phiền não thì chẳng những cầu chẳng được phước mà còn thêm khổ não. Dầu trong bất cứ trạng huống nào cũng phải tập nhẫn nhục ba la mật. Vạn Phật Thành là đạo tràng để tẩy rửa thân tâm.
khi có phiền não đến vạn Phật thành thì thân tâm liền được thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì được Ngài Quán Âm gia hộ khiến cho mọi phiền não của chúng ta đều nhất loạt tan biến. Ai đến vạn Phật thành phải học tập theo tinh thần từ bi hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, phải trang bị tư tưởng xả kỷ lợi nhân, cho lòng rộng mở, bao dung mọi sự dù bất như ý. Có duyên mới gặp gỡ nhau, hà tất cãi vã với nhau, chẳng có gì là hay ho cả. Ai như vậy thì cố mà sửa đổi, ai không thì hãy cố gắng. Là nơi tẩy rửa tập khí của chúng sinh, đến đây rồi, vị nào hút thuốc sẽ không hút thuốc, ai uống rượu sẽ không uống rượu, ai đánh bạc sẽ không đánh bạc, ma túy cũng không, các đồ độc hại đều nhất loạt loại bỏ. Chẳng phải chỉ tại vạn Phật thành mới có được như vậy, mà đi tới đâu cũng sẽ giữ giới. Cái đó là do tới vạn Phật thành, thân tâm được tẩy rửa tinh khiết, thân được trang kiện, tâm được khang kiện, con người hoàn toàn đổi mới. Khi các tập khí phiền não tiêu trừ, lúc đó mới thực là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mới thực không uổng tâm nguyện nhập thất Quán Âm. Mọi người đều không sanh phiền não là có được vật báu. Có câu nói như sau: chẳng sinh phiền não, chẳng tâm nghi, chỉ lo việc ta, chẳng việc người. Nhẫn điều không phải, bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh trí huệ sinh, minh tâm chuyện khó không trở ngại, kiến tánh còn đâu gặp u sầu, ưu tư oán hận tâm mờ tối, Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp. Nếu theo được như mấy câu trên, nhất định sẽ đặc biệt có cảm ứng. Càng niệm Quán Âm, càng bớt vọng tưởng. Niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có tác dụng tẩy rửa rác rưởi trong tâm của chúng ta. Niệm một câu là bớt đi một vọng tưởng, niệm hai câu sẽ bớt đi hai vọng tưởng. Niệm tới vạn lần Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cả vạn vọng tưởng được tẩy rửa. Có người bảo, Pháp Sư nói không đúng rồi, đệ tử vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lại vừa thấy có vọng tưởng, số vọng tưởng nổi lên còn nhiều hơn số niệm thánh hiệu nữa. Nói như vậy thì quả là bản lãnh quá cao cường, không thể nghĩ bàn. Một đằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, một đằng nổi lên vọng tưởng. Kỳ thực, người nào nói đó chẳng hề niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chỉ là trạng thái tâm bất tại, nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe niệm Quán Âm, nhưng chính anh chẳng hề chú ý tới Ngài. Bởi anh ta không chú ý tới Ngài nên vọng tưởng của anh mới sinh ra. Vọng tưởng đến rồi thì miệng niệm mà tâm thì tạp loạn. Trong lúc có vọng tưởng, miệng cũng quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vọng niệm lại nổi lên, cái đó chính là thiếu nghiêm túc, không thực lòng. Anh ta đến đây chẳng phải là để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chỉ là A-dua theo mọi người. Do đó, niệm không đúng cách, thanh âm không mạnh mẽ, khí lực không đầy đủ. Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mắt nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát, tâm tưởng hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận ra Quán Thế Âm Bồ Tát trước mặt mình, tay nâng đỡ mình, âm thanh do chính mình niệm cũng do tai của mình nghe một cách rõ ràng, rồi thanh âm do chúng ta niệm bèn rót thẳng vào tâm, ta lại đón nhận âm thanh đó như đón nhận chính Bồ Tát tới ngự trị trong tâm của ta. Trong tâm đã có Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thì còn đâu vọng tưởng nữa. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là liều thuốc mầu nhiệm để trị bệnh vọng tưởng, cho tới khi tâm được thanh tịnh thì lúc đó có sự tự tại. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với đủ 6 căn. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải chỉ riêng miệng niệm cho rõ ràng, mà trong tâm cũng phải ghi nhận cho thật rõ ràng. Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đủ 6 căn, tất cả đều cùng niệm. Mắt niệm, tai niệm, mũi niệm, lưỡi niệm, thân thể niệm, ý thức cũng niệm. Tóm lại, mọi căn cùng một lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó gọi là thâu nhiếp 6 căn, một cửa thâm nhập. Tại chương Đại Thế Chí Viên Thông, kinh có nói, nhiếp cả 6 căn tịnh niệm tương tục, chứng tam ma địa, ấy là đệ nhất. Đại ý câu này có thể giải thích như sau, nói nhiếp cả 6 căn, tức là bảo chúng ta gom 6 căn đó lại, không cho chúng tán loạn, bảo chúng phải nghe lời và phụng hành nghiêm chỉnh, phải làm sao khiến cho 6 tên giặc,
tức sáu căn biến thành sáu vị hộ pháp. Nhiếp sáu căn tức là ra lệnh cho chúng phải giữ phép tắc, không để chúng tác quái, huấn luyện chúng đến chỗ thuần thục, ngoan ngoãn nghe lời. Không chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái đó là bởi lý do gì? Chính là bởi không thâu nhiếp lục căn, khống chế ngự sáu tên giặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì đó mà chúng mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió, dẫn tới tình trạng vọng tưởng lăng xăng, không an phận thủ thường, tới đâu cũng gặp điều rắc rối. Nếu như sáu căn đều được thâu nhiếp, thì lúc đó tịnh niệm nối tiếp với nhau. Các niệm thanh tịnh cũng giống như làn sóng trên mặt nước, cái này nối tiếp cái kia không dứt. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm thanh tịnh thì cũng như vậy. Niệm niệm không gián đoạn, niệm niệm không ngưng nghỉ, niệm tới một lúc nào đó liền chứng được Tam Ma Địa. Tam Ma Địa dịch nghĩa là chánh định, chánh thọ, đó là pháp môn viên thông đệ nhất. Tới được cảnh giới này thì cả sáu căn cùng một lúc niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có vào được cảnh giới Tam Ma Địa, chúng ta mới có thể chứng được pháp niệm Quán Âm Tam Muội, và mới có thể gọi là người đã vào Thất Quán Âm. Chưa chứng pháp này thì chưa có thể coi như đã vào Thất Quán Âm. Tỷ như trong cảnh giới Tam Ma Địa, một mạch bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mới được nghỉ ngơi. Trong khoảng đó, miệng chỉ biết niệm Quán Âm mà không còn biết gì khác nữa. Mọi ý niệm thời gian không còn, chẳng biết đâu là quá khứ hay hiện tại hay vị lai, cả ba đều coi như không cả. Đó chính là cảnh giới Tam Ma Địa. Đạt được cảnh giới này thì niệm Quán Âm là niệm trong trạng thái tinh thần tập trung, quên mọi phiền não. Ta chưa ăn cơm hay đã ăn rồi cũng không còn nhớ nữa. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang dốc lòng niệm Quán Âm. Quần áo mặc vào hay không mặc vào cũng chẳng nhớ. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm Quán Âm. Đã được ngủ nghỉ chưa cũng không biết. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm Quán Âm. Nếu thực tình ba thứ ăn, mặc, ngủ, nghỉ mà cũng quên, đó chính là cảnh giới Tam Muội. Trong tâm không có vô minh, không có phiền não, không có vọng tưởng, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát niệm thật rõ ràng, hoan hoan hỉ hỉ, không còn gì an nhiên tự tại hơn, sảng khoái hơn. Có bệnh chăng, bệnh cũng hết, đau chăng, cũng hết đau, không ăn cũng không đói, không ngủ cũng không buồn ngủ. Đó chính là cảnh giới của người niệm Quán Âm Tam Muội. Tự xét sai lầm của mình. Như bảo rằng, tôi có thể nghe được tiếng nói ở không trung. Đây tức là cảnh giới ma, không phải là cảnh giới của người vào định. Người tu đạo không thể nói như vậy, mà phải theo được câu sau. Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Người tu học phải luôn luôn quay lại chiếu soi mình, chứ không phải hướng ra ngoài tìm cầu, bởi ở bên ngoài không có cái gì để kiếm được. Ngay trong tự tánh của mình, mọi thứ đều có sẵn, đều hoàn bị. Chúng ta hãy tự hỏi mình có tu hay không tu, có hạ công phu không? Đừng hỏi gì khác, chỉ hỏi ta có tham không? Có tham tức là không tu hành, không tham tức là có tu hành, cái đó mới là quan trọng nhất. Lại tự hỏi mình có tâm sân không? Bỗng dưng người ta đánh mình có nổi nóng không? Nếu quý vị nổi nóng tức là quý vị chưa có công phu. Nếu quý vị thực không nổi nóng, quý vị cũng không nên tự cho là mình hết chấp ngã. Cái đó chỉ là giảm phần nào tâm chấp ngã đó thôi. Chúng ta phải theo cho được các câu sau. Đánh ta coi như không thấy, mắng ta lấy lẽ đối xử. Đả ngã một khán kiến, mạ ngã bà lý phục. Hy vọng quý vị ở đây theo đó dụng công phu. Nếu nổi nóng tức chưa có tu hành, chưa buông xả. Buông xả được thì ai là người phiền não, ai là kẻ trêu chọc. Nếu không phiền não cũng sẽ không nổi nóng, đây là bổn phận của người tu. Cũng không thể nói là ta tu hay, cái đó chỉ là tiến được một bước. Không thể có lòng cống cao ngã mạn, tự coi mình giỏi. Như nói, này, các người đến đây coi chúng tôi tu, số một thế giới đấy. Đấy chính là đại ngã mạn, đại ma vương. Ngàn vạn lần quý vị không nên có những ý nghĩ như vậy, bởi nói cách đó chính là tà chi, tà kiến.
soi lại chính mình, thử xét mình có ngu si không, có điều gì không được hiểu rõ, còn bị chướng ngại. Một điều thông, mọi thứ đều thông, và đây cũng chỉ là bước đầu của việc tu tập. Không thể nói rằng ta biết đã đủ rồi, tất cả đều viên mãn. Nói như vậy là tính cuồng mạn. Có câu nói, chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng. Đã là chân không thì cái gì là người, cái gì là ta? Làm sao còn vọng tưởng? Như chứng được tam ma địa thì tự nhiên nước cam lồ hiện tiền. Đâu cần phải chạy đi đâu tìm kiếm, tất cả đã ở trong tự tánh rồi. Người tu đạo không thể mang bộ mặt giả dối, mang cái nhãn hiệu tu mà sự thực chẳng tu. Cái đó người ta nói là treo đầu dê, bán thịt chó. Làm những việc không đúng pháp, làm sao chứng được tam ma địa? Kẻ tu hành chân chính mà chuyên tâm niệm Quán Âm thì sẽ chứng tam muội. Cảnh giới tam muội thì gặp trời lạnh không cảm thấy lạnh, trời nóng không thấy nóng. Thiếu nước không biết khát, thiếu ăn không thấy đói. Diệu dụng như vậy, nhiệm màu không thể nói hết. Người tu đạo phải thực lòng mà tu hành, cốt lấy cái thực chứ không tham cái danh giả. Tu hành là nói tới cái công phu thực sự đem ra mà khảo nghiệm. Không thể tự mình đánh trống thổi kèn, rêu rao rằng ta là người đạo hạnh. Giả hay thực nhìn qua là biết. Người tu không thể dối người khác, dối người là tội, đọa địa ngục. Lại cũng không thể tu được chút ít mà đã tự coi là đầy đủ, giống như cái bánh vẽ không thể làm cho no bụng được. Tuy có câu nói rằng, thấy cháy mơ thì hết khát nước, nhưng cảm giác này chỉ là tạm thời, chứ không làm cho hết khát thực sự. Phải noi theo cho đúng phép tắc, thì mới là con đường chính để tu hành. Niệm Quán Âm khi khẩn cấp. Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết. Đó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng. Chuyện sống chết hãy tạm gác qua bên. Một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn. Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng, đằng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng. Hành động như thế tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn. Như đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn, sắp bị rớt, ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng, Ngài Quán Thế Âm chỉ là một vị Bồ Tát chuyên cứu khổ, cứu nạn, một vị Bồ Tát có cầu, có ứng. Nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy ngập, không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó, chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng với đức từ bi của Ngài, thì toàn thể sinh mạng trên máy bay được cứu vớt. Vào thất Quán Âm, chúng ta cũng phải khởi lên những ý tưởng như vậy để hạ công phu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa, và giả thử ngay khi biết xe lửa chật đường dày, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẽ tóc đó. Nếu chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu. Bồ Tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng. Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy nhất định là hung hóa cát. Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực sâu, vách dựng thẳng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó, nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm ứng của pháp niệm Quán Âm. Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình thường. Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn. Cho nên, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng kiên thành, hết lòng chân thực, thì cảm ứng đó mới thật là không thể nghĩ bàn.
Vừa rồi tôi có nói với Quả Khiêm rằng, ngày nay ở tại Vạn Phật Thành, con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì hãy tưởng tượng như khi ở trên thuyền mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có cảm ứng. Hồi đó, trong lúc gió lớn sóng to, nguy hiểm vạn phần như vậy, nếu không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì đâu còn hy vọng có ngày nay. Có niệm Quán Âm mới có phần hy vọng, hoặc giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt qua. Gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ, con niệm Quán Âm còn để thì giờ để nghỉ ngơi, ấy là vì nay không còn ở trong cảnh ngộ nguy hiểm như trước. Sự thực thì, một ngày qua đi mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, có gì mà vui. Đại chúng, phải lo tinh tấn, cứu lấy đầu mình, nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách khác, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm được cả. Miệng niệm hay tâm niệm, công đức cũng ngang nhau. Đừng khởi tâm phân biệt, lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng, chờ tới lúc mạng chung mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy, mới có câu, nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Đạt tới cảnh giới bất động tâm. Người học Phật Pháp phải biết Phật Pháp, phải tu trì Phật Pháp, cũng có thể nói là ăn bằng Phật Pháp, mặc áo Phật Pháp, ngủ trong Phật Pháp, đi đứng nằm ngồi thầy đều trong Phật Pháp. Người biết Phật Pháp luôn luôn vị tha để lợi ích của mọi người ở phía trước, tuyệt đối không nghĩ cho quyền lợi của mình, nói tóm lại phải đả phá bệnh chấp ngã. Chỉ biết người không biết mình, tới được trình độ ấy mới gọi là người biết Phật Pháp. Người tu trì Phật Pháp thì bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ động tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu công phu tu hành tới mức thì ắt có đạo lực, và từ đó biết phân định cảnh giới nào là chân thực, cảnh giới nào là hư dối. Chẳng kể trước mắt là cảnh giới nào, chân thực cũng tốt, hư dối cũng tốt. Chúng ta thấy trong nhà thiền thường có câu nói, Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Ý nghĩa là không chấp trước bất cứ thứ gì. Không chấp trước là giải thoát là tự tại. Học Phật là cầu giải thoát, cầu tự tại, tức là không còn bị ngũ dục trói buộc. Vậy mới ra khỏi được tam giới, đến được cõi tịnh độ thường tịch quang, gần gũi chư Phật và các vị Bồ Tát. Thế nào là cảnh giới thực? Khi nào trong tâm không khởi lên động niệm thì mọi cảnh giới trước mắt đều là chân thực. Một khi tâm ngu si vọng động, tâm tưởng thấy cái này cái kia, thì cảnh giới lúc ấy phần nhiều là hư dối. Cảnh giới của đại viên kính trí là thực, nhưng cảnh giới hiện lên trong tâm thức phân biệt là giả, cho nên có câu rằng, có tâm tức thị vọng tưởng, vô tâm tức thị cảm ứng. Ai học Phật Pháp phải cố ghi nhớ, tất cả mọi cảnh giới đến với chúng ta, ta phải có con mắt trạch Pháp, tức là biết chọn lựa Pháp. Ta nhận thức cảnh giới mà không chấp vào nó, bất luận đó là thực hay giả, ta đều không chấp trước. Nếu chấp thì cảnh giới chân cũng thành ra giả. Nếu chẳng chấp thì giả sẽ biến thành chân. Nghĩa lý như thế nào? Lấy nước và băng chẳng hạn. Băng vốn từ nước, nhưng nước chẳng phải băng. Tính chất vật lý của nước là như thế, ai cũng biết. Như trong câu, phiền não tức bồ đề chẳng phải phiền não. Thì phiền não có thể dụ cho băng, bồ đề là nước. Còn vô minh là độ lạnh, vì vô minh nước kết băng, không vô minh băng hóa ra nước. Khi là băng thì ở trong tam giới, chịu vòng sinh tử. Khi là nước thì ra khỏi tam giới, chẳng sanh tử. Xin quý vị chú ý, quý vị phải dụng công ngay chỗ này. Lục Tổ đã từng nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay lúc đó, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghĩa lý như vậy đó, nếu như chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tức là không có niệm nào, vô niệm, vô trụ, nhất thiết không, chẳng có cái gì hết. Tới lúc đó sẽ thấy được bản lai diện mục của mình, tức gốc gác của mình vậy. Phải cứu vãn nguy cơ của thế giới. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu một vấn đề lớn, nhưng vấn đề gì cũng không ngoài phạm vi bốn chữ thiện ác nhân quả. Thiện sẽ thắng, ác sẽ bại, đó là luật nhân quả. Người ta thường nói,
trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cũng vì lẽ đó mà thế giới của chúng ta mới không bị hủy diệt. Nếu quả có lý ngược lại, nghĩa là thiện thì bại, ác thì thắng, thì chẳng còn thiên lý nữa. Mà không còn thiên lý thì thế giới đã bị hủy diệt, tức là đã có ngày tận thế. Làm sao để thế giới không bị hủy diệt? Phải cải thiện nhân tâm. Lòng người hướng thiện thì ánh sáng sẽ chiếu khắp thế giới. Ánh sáng là trí huệ, mà người có trí huệ là người có tâm chánh. Mọi điều họ tạo tác, họ hành động đều chánh đại quang minh, không có tư tâm vị kỷ. Tâm tưởng đều nhất loạt hướng tới hạnh phúc của nhân loại. Không hề phân biệt chủng tộc này, quốc gia kia, thiên hạ đều gom lại một nhà của đại đồng thế giới. Nay thì lòng người khác xưa, phần đông đều ích kỷ, tự lợi, chỉ tranh đua quyền lợi cho riêng mình, mà hy sinh hạnh phúc của tập thể. Cho nên, thế giới mỗi ngày một đen tối, mỗi ngày một ngu si, mỗi ngày một thêm nguy hiểm. Ngày hủy diệt như đã gần kề, chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Mà nếu không tìm biện pháp cứu vãn thì tất cả đều chung một số phận, chẳng ai còn một cơ may sống sót. Nhưng làm sao cứu vãn đây? Kinh có dạy, các điều ác chẳng làm, các điều thiện phụng hành. Ai ai cũng hướng thiện, không hướng tới ác. Trên từ vị nguyên thủ, dưới tới tận trăm họ, mọi người đều lấy trí huệ làm ánh sáng để xua đuổi ngu si và hắc ám. Nếu được như vậy thì bộ mặt thế giới sẽ đổi từ âm qua dương và chiến tranh sẽ biến thành hòa bình. Nay chúng ta đương sống trong cảnh đêm dài rằng rặc, sống và chết trong cảnh mộng say. Bởi đêm rằng rặc mới thấy cần ánh sáng, vì tối tăm nên lòng người u uất sầu muộn. Trong bầu ánh sáng nhân tâm sẽ hoan hỷ, hắc ám và quang minh chỉ tại lòng người thiện ác. Hủy diệt thế giới là ở nhân tâm mà sáng tạo. Chúng ta là người học pháp Phật, chính là trừ bỏ vọng tâm, tìm chân tâm. Cho nên Phật pháp chính là lá bùa cứu vãn thế giới, cái gương quý cải thiện nhân tâm. Phàm chuyện đời, cái gì có lợi thì ắt có cái tệ hại. Tỷ dụ như cái máy truyền hình, nó có thể cho ta biết chuyện lớn trong nước và các diễn biến quốc tế. Một câu người ta hay nói, tú tài bất xuất môn, tiện chi thiên hạ sự. Tú tài chẳng ra khỏi cửa mà biết hết cả chuyện thiên hạ. Đây là dụng ích tốt của máy truyền hình, nhưng nó cũng có khía cạnh xấu. Con nít coi truyền hình thường bị ảnh hưởng xấu, học lối gian dối, làm những hành vi trái đạo lý, khiến mất hạnh phúc trong gia đình, gây hỗn loạn trong xã hội, thành những thiếu niên bất hảo, đâu đâu cũng gây chuyện thị phi. Nếu như vậy rồi mai sau những hạng đó ra chấp chánh thì làm sao có hòa bình được? Đó là một trong những cái tai hại của máy truyền hình. Như chúng ta lo cho thế hệ sau, lo cho tương lai thế giới thì nên nghiêm cấm con nít không cho xem truyền hình, hoặc giả tuyệt đối không mua máy truyền hình. Đó chính là biện pháp rốt ráo, chặn từ gốc của cái họa tạo điều ác. Thế giới ngày nay đã đi tới giai đoạn mà sự trong sáng đã bị che mờ thành màu u ám. Vậy phải làm sao? Là một thành phần của nhân loại, trước hết chúng ta hãy đem bổn thân mình ra để cố gắng bài trừ các tập khí của chúng ta, mang hết tâm tham, tâm sân, tâm si ra gạn lọc, lấy bản thân mình để ảnh hưởng đến người khác. Tư tưởng cùng hành vi của chính chúng ta phải thật là đúng mức, thì sau đó mới khuyên nhủ được mọi người hướng thiện, lấy đó làm khuôn mẫu, nếu không thì chỉ là chuyện nói để chơi, chẳng ích lợi gì. Điển hình như, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hai pháp sư Hằng Thiệt và Hằng Triều mang bản thân nêu gương hành động, ba bước một lạy khuyên người hướng thiện diệt trừ ba độc là các tâm tham sân si. Mọi người nếu không có ba tâm độc ấy thì thế giới hòa bình, và có hòa bình thì nó sẽ không bị hủy diệt. Ngược lại, nếu có chiến tranh nguyên tử, thế giới tức thì bị tiêu diệt. Phàm người chịu gánh vác việc thiên hạ đều có tư tưởng thương xót nhân loại. Như Đức Phật Thích Ca năm xưa, khi tu đạo Bồ Tát, Ngài chịu khổ hạnh như vậy. Tại sao? Bởi muốn tạo ảnh hưởng trong chúng sinh, khiến chúng sinh y pháp tu hành mới có thể lìa khỏi khổ được an vui. Tôi thường nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hao phước. Truy điệu ông Sa Đát. Khi có tin tức về ông Sa Đát, tổng thống Ai Cập bị nạn,
ai nấy ở vạn Phật thành đều lấy làm thương tiếc, và thế giới đã mất đi một vị lãnh tụ của phong trào hòa bình. Ông tuy là tín đồ Hồi giáo, nhưng với đầu óc cởi mở, không câu nệ danh giới của tôn giáo, ông đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Pháp giới. Với tôn chỉ phục vụ cho hòa bình thế giới, ông Sadat đáng làm cho mọi người khâm phục. Tại Trung Đông, ông nỗ lực vận động để giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đó chính là một công tác phục vụ hòa bình thế giới vô cùng khó khăn. Ông rất hưởng ứng tôn chỉ của trường Đại học Pháp giới Phật giáo, nguyện ý tán trợ và sau vui lòng đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của trường. Tuy ông bị ám sát nhưng tinh thần của ông vĩnh viễn ở lại với thế gian. Sanh tử vốn là hư vọng, nhưng công nghiệp để lại cho thế gian mới là chân thực. Ta lấy ví dụ như nhân vật Quan Vân Trường tại Trung Quốc, với đại nghĩa ngất trời, khí tiết vẫn còn lại mãi. Tuy sau này bị hại trong tay Đông Ngô, nhưng phương danh lưu lại thiên cổ, cho đến nay vẫn còn được mọi người sùng bái. Tôi nghĩ rằng ông Sadat tuy không may bị hại, nhưng là người vì nước quên mình, cho nên tinh thần yêu chuộng hòa bình của ông sẽ là muôn đời bất hủ. Để tỏ lòng tưởng niệm một vị lãnh tụ hòa bình, ngày mai, mùng 9 tháng 10 năm 1981, vào lúc 9 giờ sáng, chúng ta sẽ cử hành pháp hội truy điệu Sadat tiên sinh. Chúng ta tụng kinh niệm chú hồi hướng cho ông. Trong thế giới Hồi giáo của ông hiểu được nguyên tắc bình đẳng của Phật giáo, không bị lệ thuộc vào màu sắc tôn giáo, chắc chắn ông sẽ rất vui lòng. Tham, sân, si làm chướng ngại đường tu. Nói về khoảng thời gian chúng ta ở tại thế, nó qua nhanh chỉ trong nháy mắt. Vậy mà không ai buông xả được, cứ ôm cứng lấy, chấp đông chấp tây, coi thế giới này là chân thực, từ đó mà ra công tranh danh đoạt lợi. Quanh quanh quẩn quẩn hoài trong vòng lợi danh, vì lợi danh mà làm những hành vi điên đảo, trái lương tâm. Kết quả tối hậu cũng chỉ là vì danh mà chết với danh, vì lợi mà chết với lợi. Một đời tôi tranh, anh đoạt, vì lợi danh mà quay cuồng điên đảo. Nguyên nhân là sao vậy? Bởi vì người ta chưa nhận thức được ba độc là tham, sân, si. Loại độc này còn ghê gớm hơn bội phần các thứ thuốc độc khác. Thuốc độc chỉ hại thân thể, chứ không hại được cái tâm. Còn tam độc thì lại vừa hại thân, vừa hại tâm, làm cho ta phải điên cuồng. Nhẹ thì tiêu hủy gia đình, nặng thì diệt quốc, thậm chí đến hủy diệt thế giới. Cho nên, ba độc đó chính là kẻ thù của nhân loại. Tại sao trên thế giới lại có những kẻ sát nhân, đốt nhà, gian dâm với những chuyện cướp bóc? Bởi vì người ta tham, sân, si và ba độc này được ưa chuộng, khiến cho người ta tham mà không biết chán. Gặp chuyện cầu mong mà không được, bèn nổi tâm sân hận. Nhẹ thì nó ẩn núp bên trong, nặng thì phát ra hành động thành đấu tranh, có khi thành chiến tranh. Bởi vậy nên thế giới không an ổn. Nếu quả mọi người giữ lòng thanh tịnh, không bận trong tâm, làm việc với tâm từ bi, thì thế giới tự nhiên hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề của thế giới, thì phải nhằm vào ba độc để hạ công phu, tìm cách làm sao cho mọi người không tham, không sân, không si. Làm được như vậy chăng? Biện pháp duy nhất là tin theo Phật Pháp, theo tông chỉ của Phật giáo, tức là lấy giới, định, huệ để diệt tham, sân, si. Đó chính là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Giữ vững được năm giới sẽ hết lòng, tham, có định lực sẽ không có sân, có trí huệ tức là hết ngu si. Tam độc là một bệnh truyền nhiễm, tam học giới định huệ là thuốc hay dùng để chữa trị. Gặp bệnh là có công hiệu ngay, như dựng cây sào thì tức khắc nhìn thấy bóng. Người người học Pháp Phật, người người không tham sân si, vậy là vấn đề của thế giới đã được giải quyết. Tuy nhiên, tới được chỗ đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì lòng người đã khác xưa, đạo đức đã suy đồi. Người thì dối người, và để đạt mục tiêu, người ta chẳng kể thủ đoạn. Người ta chỉ nói chuyện lợi lộc mà không nói chuyện đạo nghĩa. Như kẻ gian thương kia bán rượu pha nước, cốt vì lợi mà gạt khách hàng. Người ta nói, treo đầu dê bán thịt chó, đó chính là một hành vi lừa bịp. Ngày xưa, làm nghề buôn bán hàng thật, định giá thật, nêu cao tiêu chuẩn, chẳng dối trẻ già.
Ngày nay trong thương nghiệp chẳng còn quan niệm gì về đạo đức nữa. Kẻ mua người bán lừa nhau chẳng ai thành thật nữa. Thực tâm mà buôn bán, đề bảng rõ, bán đúng giá thì chẳng ai còn gặp phiền phức. Tại sao lại phải lừa dối? Tóm tắt một lời, đó là do lòng tham lợi cả. Người nông dân xưa vốn là trung hậu, nay lây ảnh hưởng của giới buôn bán cũng không còn thật thà nữa. Họ trồng ngũ cốc và rau trái thì dùng phân hóa học, họ nuôi bò, dê, heo, gà thì trộn thực phẩm gia súc với chất hóa học để chúng mau tăng trưởng, khiến cho giới tiêu thụ ăn các thứ đó vào lâu ngày sẽ trúng độc. Cái đó chính là tham tiền mà làm hại sinh mạng của người khác. Lẽ ra pháp luật phải có biện pháp trừng trị, nhưng họ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, có khác chi cổ võ cho họ thêm nữa. Chẳng qua vì họ muốn có lời nhiều mà làm ngơ trước vấn đề sống chết của kẻ khác, so với anh gian thương pha nước trong rượu còn độc ác hơn gấp bội. Ngày nay, bệnh ung thư mỗi ngày một gia tăng, chính là do giới nông gia và thương gia nói trên gây ra cả. Bởi thế cho nên, những người sáng suốt hết sức hô hào dùng các loại thực phẩm từ thiên nhiên, mà không dùng các loại đã biến chế gia công. Tuy nhiên, đối với những người ham ăn, những điều này dầu có lọt vào tai họ, họ cũng chẳng nghe, cứ ăn vào cho đầy một bụng, có khác gì nuốt vào một cái ngòi nổ chậm. Đúng thời hạn, nó sẽ phát tác làm cho huyết quản bị bể, nhẹ là triệu chứng trúng phong, nặng thì chết người. Vậy mà, dầu thấy tấm gương xe trước đã xa lầy, xe sau vẫn theo đúng vết cũ. Như vậy đủ thấy cái hại của tham sân si. Không cách nào kể xiết, chẳng phải chỉ riêng đối với người thường, ngay cả các vị tu sĩ. Nếu không thận trọng cũng rước lấy cái độc hại kể trên. Công phu vừa mang lại chút ít định lực liền bị lửa vô minh thiêu rụi hết. Làm sao để tránh ngọn lửa vô minh đó? Phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật và tuyệt đối không nổi nóng là một điều kiện tiên quyết. Không nổi sân tức có trí huệ, có ánh sáng trí huệ thì sự hắc ám của ngu si sẽ bị xua đuổi. Hết hắc ám, mọi cử chỉ hành động thảy đều quang minh chính đại. Vậy phải tu như thế nào? Trước hết giữ giới. Giữ được giới thì sẽ có định. Có định tức có trí huệ. Giới, định, huệ, tam học mà đầy đủ thì tham sân si ba độc sẽ tự tiêu hủy. Thông suốt mọi pháp, niệm Quán Âm. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi chết đi rồi lại sanh ra. Trải qua quãng thời gian dài có tới 100.000 vạn kiếp, chúng ta vẫn chưa từng gặp được pháp hội Quán Âm. Chính vì thế nên các thói hư tật xấu của chúng ta chẳng giảm bớt một mảy may, trong khi vô minh phiền não thì lại mỗi ngày một gia tăng. Nay được gặp pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể nói rằng nhờ những thiện căn chúng ta gieo trồng trong vô lượng kiếp về trước đã chín mùi, cho nên chúng ta mới được tham gia một pháp hội vi diệu và bất khả tư nghị như thế này. Nếu không có thiện căn, không có đức hạnh, thì chẳng thể có được cơ hội tham gia Quán Âm thất. Do đó, quý vị phải biết quý 7 ngày quý báu này, mà đừng khởi vọng tưởng, đừng phí thời giờ. Nếu quý vị cứ khởi vọng tưởng, thì có tham gia pháp hội cũng như không, bởi vì quý vị sẽ không đạt được một sự lợi ích nào cả. Mặc dù pháp hội này chỉ mới bắt đầu được 2 hôm nay, tôi biết rằng có người đã thấy Bồ Tát, hào quang hoặc những cảnh giới bất khả tư nghị hiện ra, và cũng có người sắp được mở ngũ nhãn nữa. Do đó, những người chưa đạt được sự lợi ích phải biết hổ thẹn và chớ cho rằng bản thân mình không đạt được sự lợi ích thì người khác cũng giống như thế. Không phải vậy đâu. Có thể nói rằng chùa Kim Sơn là nơi đãi cát tìm vàng. Những ai muốn tu hành thực sự thì không thể rời khỏi chùa Kim Sơn, bởi vì tìm được một nơi để chân chánh tu hành thì không phải dễ. Những người ở chùa Kim Sơn đều là những hành giả có đạo tâm. Dù lâm vào hoàn cảnh hết sức gian khổ khó khăn, họ vẫn tinh tấn dụng công tu hành. Pháp môn tu đạo
thì có tới 8 dạng 4.000 thứ, và thứ nào quý vị cũng nên hiểu biết đôi chút, chứ đừng chỉ biết độc nhất có mỗi một thứ mà thôi. Nếu về pháp môn nào quý vị cũng có được chút ít khái niệm, thì dần dần quý vị sẽ hiểu được mọi các pháp môn. Nếu chỉ hiểu một pháp môn thì khó mà thể hội được cảnh giới thâm sâu như biển cả của Phật Pháp. Và như thế, quý vị cũng chẳng khác gì kẻ khờ nhìn trời qua ống tre, cứ đinh ninh rằng bầu trời chỉ lớn bằng miệng ống tre mà thôi. Nếu không dùng ống tre để nhìn, thì quý vị sẽ thấy bầu trời rộng lớn vô cùng. Do đó, quý vị học Phật Pháp thì chớ nên chỉ biết về một pháp môn duy nhất, mà cần phải thông suốt mọi pháp, hiểu rõ mọi pháp. Hiện tại, chúng ta niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, đó chính là một phần của Phật Pháp vậy. Nếu quý vị chưa từng tu tập pháp môn này, thì nhất định phải đến tham gia thử một phen. Đừng nên chưa thử mà đã không chịu tu. Nếu có thể tham gia trọn vẹn 7 ngày niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát này, thì chắc chắn quý vị sẽ thu hoạch được nhiều điều lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Do đó, quý vị chớ nên để lỡ dịp may, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có trước mắt. Bậc Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh. Lục độ chính là 1. Bố thí. Bố thí tức là tự chúng ta bố thí cho người khác, chứ không phải là muốn người ta bố thí cho mình. 2. Nhẫn nhục. Qua khóa Quán Âm thất này, quý vị có thể biết được mình có khả năng nhẫn chịu hay không. Người có khả năng nhẫn chịu tất sẽ hoàn tất khóa Quán Âm thất này một cách mỹ mãn. Người không có khả năng nhẫn chịu thì suốt ngày chỉ toàn là khởi vọng tưởng, như lát nữa mình phải đến nhà hàng nọ ăn một bữa cho thật no nê mới được. Hoặc là mình cứ ở đây niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lợi gì đâu, thật là vô ích, thôi mau mau đi về cho rồi. Không có khả năng nhẫn nhịn chịu đựng thì không thể tu đạo. Quý vị muốn tu phép ngồi thiền, phép niệm danh hiệu Phật hoặc niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đều được cả, bởi các pháp môn ấy là như nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt. Bất luận tu theo pháp môn nào, chỉ cần có lòng nhẫn nại thì quý vị sẽ có được sự thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nại thì pháp môn nào quý vị cũng chẳng thể tu tập được. Người thiếu lòng nhẫn nại thì luôn luôn cảm thấy thế này là không đúng, thế kia là không phải, việc gì cũng không vừa ý. Như vậy thì còn tu gì được nữa chứ? Đạo vốn không có ngã kiến, không có sự chấp trước về cái ngã. Do đó, người nào có chấp trước thì vĩnh viễn chẳng thể nào tu đạo được. Có người nói, tôi muốn tham thiền. Quý vị muốn tham thiền ư? Thế thì quý vị càng cần phải có lòng nhẫn nhục hơn nữa. 3. Trì giới. Trì giới tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm điều ác, chỉ làm việc lành. 4. Tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng, không lười biếng, giải đãi. 5. Thiền định. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp chúng ta có được thiền định. 6. Trí huệ. Một khi đã có thiền định thì trí huệ sẽ nảy sanh. Do đó, 6 công hạnh này đều có quan hệ liên đới với nhau. Có người nói, tôi thích chuyên về tu thiền định. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị biết về cách tu thiền định. Một khi đã đặt chân vào thiền đường thì bất luận thế nào, quý vị cũng không được rời khỏi thiền đường nửa bước. Có người thắc mắc, nếu bị bệnh thì phải làm sao? Bị bệnh thì cứ diệt bệnh thôi, có bệnh cũng vẫn phải tham thiền như thường. Thế rủi chết thì làm sao? Chết rồi thì xác cũng không được mang ra khỏi thiền đường. Nếu có thiền sinh bị chết
thi hài của y sẽ được nhét vào dưới một bục ngồi còn trống, và dù có sình thối cũng vẫn phải để ở đó chứ không được đem ra ngoài. Người chết cũng không được rời thiền đường. Có người nói, như thế thì có khác gì bị cầm tù đâu. Quý vị tưởng rằng hiện tại quý vị không phải ở tù sao? Mọi người đều đang bị giam hãm trong nhà tù của chính họ. Chẳng qua là họ không tự ý thức được điều đó mà thôi. Tự tánh của quý vị muốn thoát ra mà ra không được, muốn trở về cũng không về được. Hãy đi ra rồi thì không về lại được, mà hễ về rồi thì lại không thể thoát ra được nữa. Như thế mà gọi là tự do sao? Thân thể của mỗi người chính là một cái nhà tù, song quý vị chưa hiểu được điều ấy. Trong khóa thiền thất, một khi đã vào thiền đường rồi thì không được bước chân ra khỏi cửa thiền đường nữa. Người nào đi ra thì sẽ bị ăn đòn, cây hương bản sẽ dung dúc trên đầu, trên lưng. Đó là trong khóa thiền thất. Trong khóa quán âm thất cũng thế, không ai được phép rời Phật điện. Người nào bất tuân thì sẽ bị ăn đòn. Bởi vì ai bảo quý vị đến đây làm gì? Có người nói, tôi đọc thông báo nên đến tham gia. Thế nhưng trong bản thông báo không nói rằng hễ đến đây rồi là có thể tự ý bỏ đi cơ mà. Muốn đi thì cũng được, tuy nhiên quý vị phải thanh toán chi phí ăn uống của mọi người rồi mới được đi, bằng không quý vị không thể đi được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị bỏ đi, những người khác thấy thế cũng bắt chước quý vị mà bỏ đi. Quý vị bỏ đi, người nọ bỏ đi, người kia cũng bỏ đi, rồi mọi người đều bỏ đi hết. Như thế là quý vị phá hoại đạo tràng. Do đó, để khỏi mang tội phá hoại đạo tràng, quý vị phải trả tiền ăn của mọi người. Nếu quý vị trả không nổi thì tốt nhất là đừng bỏ đi. Quý vị đều có thiện duyên với nhau nên mới cùng đến chùa Kim Sơn. Nếu không có thiện duyên thì không cách gì đặt chân tới ngưỡng cửa chùa Kim Sơn được. Đã có thiện duyên thì mọi người chớ ngần ngại mà không kết bạn với nhau trong pháp hội Quán Âm này. Quý vị hãy nâng đỡ lẫn nhau và cùng nhau tiến tới phía trước. Tới đâu? Tới nơi mà thâm tâm mọi người muốn tới. Mỗi chúng ta đều nên giúp đỡ người khác. Vì sao tôi nói như thế? Vì tôi e rằng quý vị sẽ bị lầm đường lạc lối. Quán Âm Thất, ngày 15 tháng 3 năm 1976. Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta ngày ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Song Quán Thế Âm nghĩa là gì? Quán là quán xét âm thanh ở thế gian. Quán cũng là nhìn, nhưng không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn tâm của chúng sanh, xem chúng sanh nào tâm không còn vọng tưởng lăng xăng. Không còn vọng tưởng, tâm rỗng không, tức là khai ngộ. Do đó nói rằng, thập phương cùng tụ hội, đồng học pháp vô vi. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một pháp vô vi. Vô vi là không làm, nhưng chẳng gì là không làm. Tức là dạy chúng ta chớ khởi vọng tưởng vậy. Khi quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng niệm quý vị. Hai bên cùng niệm nhau, giống như quý vị nhớ tưởng người thân, thì người thân của quý vị cũng nhớ tới quý vị vậy. Chúng ta và Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay chính là bà con trong đạo Pháp, thân thích trong Phật Pháp. Bà con kể từ lúc nào? Tính từ thời Đức Phật A-di-đà đấy. Đức Phật A-di-đà là giáo chủ cõi Cực Lạc ở Tây Phương và cũng là sư phụ của Quán Thế Âm Bồ-Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát giúp Đức Di-đà hoằng dương pháp môn tịnh độ. Chúng ta chính là quý vị đồng môn với Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát. Đức Quán Âm Bồ-Tát là vị anh cả đối với tất cả chúng sanh nào chưa giảng sinh cõi Cực Lạc. Và do đó, chúng sanh là em của Ngài.
Nói như vậy thì rõ ràng Ngài và chúng ta là bà con rất gần. Do đó, hễ mình nhớ tới anh mình thì anh mình cũng nhớ tới mình. Mình là em của Đức Quán Âm và Đức Quán Âm là anh của mình. Con người nói, tại sao Đức Quán Âm có thể là anh của mình đặng? Nói như vậy chẳng phải là quá đáng chăng? Chẳng những Đức Quán Âm xem chúng ta như em, Ngài còn xem tất cả chúng sanh là em út cả. Nếu không thế thì sao Ngài lại tầm thanh cứu khổ? Vì sao hễ chúng sanh gặp khó khăn Ngài liền cứu giúp? Đó là vì Ngài xem chúng sanh như tay chân ruột thịt của Ngài vậy. Cho nên Ngài mới không sợ gian khổ đi cứu độ tất cả chúng sanh đang đau khổ ở cõi ta bà này. Vì thế, quý vị chớ quên người anh trong đạo pháp của mình. Hễ chúng ta niệm một tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng liền nhớ niệm tới chúng ta. Khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là chúng ta kêu gọi người anh của mình. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gọi tên chúng ta, chính là Ngài gọi các đứa em, tức là các Bồ Tát tương lai, các vị Phật tương lai vậy. Nếu nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy, chúng ta càng phải thành tâm, càng phải khẩn thiết niệm tên người anh ruột trong đạo pháp này, chớ để lỡ cơ hội. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ cúi đầu xuống mà phải ngước đầu lên, biểu thị một tinh thần dũng mãnh, tinh tấn. Chớ làm ra vẻ rũ rượi lờ đờ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thấy quý vị có tinh thần tinh tấn, Ngài sẽ nói với quý vị rằng, hãy mau nắm lấy tay ta. Thế rồi, Ngài sẽ đưa quý vị tới thế giới cực lạc. Con người nghĩ vẩn vơ rằng, tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ sáng đến tối cứ nhìn, nhìn, nhìn hoài, còn tôi thì chẳng được phép nhìn gì cả. Quý vị nhìn và Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn, hai cách nhìn khác nhau lắm. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn bên trong, còn quý vị thì nhìn bên ngoài. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn tự tánh. Tâm tánh của Ngài giống như màn radar hiện ra tất cả mọi chúng sanh. Chúng sanh nào có vọng tưởng gì, Ngài đều biết hết. Ngài nhìn vào màn radar bên trong, khác với cái nhìn của quý vị. Bởi vì chúng sanh ở cách xa Ngài quá. Tuy rằng Ngài có ngàn tay ngàn mắt, song nếu dùng để nhìn vô lượng chúng sanh thì cũng không đủ dùng, không đủ nhìn. Do đó, Ngài mới hồi quang phản chiếu, xoay ngược ánh sáng trí huệ, chiếu rọi tự tâm, phản văn văn tự tánh, xoay ngược cái nghe, lắng nghe tự tánh. Ngài quan sát tự tánh của chúng sanh, xem ai là kẻ đang chịu khổ, rồi Ngài đi cứu độ chúng sanh ấy. Nhưng quý vị thì lại nhìn ra ngoài, quên bẵng trí huệ căn bản của mình. Do đó, cái nhìn của quý vị với cái nhìn của Ngài hoàn toàn khác nhau. Con người lại nghĩ rằng, thầy ơi, tôi không tin điều thầy khai thị đâu. Vì sao tôi không tin? Vì thầy nói, chúng tôi là anh em với Quán Thế Âm Bồ Tát, song Ngài là Bậc Thánh, còn chúng tôi là phàm phu. Phàm phu làm sao có thể là anh em với Bậc Thánh đặng? Điều này không hợp lý nên tôi không tin. Tốt lắm, quý vị không tin cũng được, điều quý vị nói cũng có lý. Song lý lẽ này thuộc tri kiến của kẻ phàm, bởi vì quý vị chưa thâm nhập kinh tạng, nên chưa có trí huệ rộng sâu như biển. Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta với chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đã từng là anh em, cha mẹ, chị em, vợ chồng với nhau. Quý vị nói quý vị không tin, chẳng qua là vì quý vị không hiểu rõ đạo lý Kinh Hoa Nghiêm đó thôi. Hơn nữa, chẳng những Bồ Tát nhìn chúng sanh như vậy, mà ngay cả Phật, Ngài cũng xem chúng sanh. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nếu Phật xem chúng sanh như cha mẹ,
thì tôi nói Quán Thế Âm Bồ Tát xem chúng sanh như anh em, có gì là không hợp lý? Quý vị nói quý vị không tin, đó là do quý vị không đủ trí huệ, thiếu kiến thức đó thôi. Hoặc giả cái nhìn của quý vị quá hạn hẹp, nên quý vị mới trở nên si mê, không tin những gì tôi nói. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Vì Ngài quan niệm, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Vì cha mẹ Ngài đang thọ khổ trong lục đạo luân hồi, nên bất luận thế nào, Ngài cũng phải cứu họ, khiến họ được ly khổ đắc lạc. Mỗi ngày chúng ta đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đều lạy Quán Thế Âm Bồ Tát. Song khi Ngài hiện thân trước mặt chúng ta, thì chúng ta lại chẳng hay biết. Do đó chúng sanh chúng ta thật rất đáng thương. Vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt mà chúng ta không hay biết? Đây là thử thách đối với chúng ta. Khi quý vị niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị phải học làm sao để được như Ngài vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực. Do đó, khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải học sao cho có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực. Ai đối xử xấu với mình chớ động tâm. Ai mắng chửi mình phải nhẫn lặng. Ai đánh đập mình hãy nhẫn chịu. Thậm chí có ai giết hại mình cũng phải chịu, coi như là trả nợ vậy. Thế nào là trả nợ? Ví như xưa kia mình không chửi rủa ai, thì sẽ không ai tới chửi rủa mình. Xưa mình không đánh đập ai, thì cũng chẳng ai lại đánh đập mình. Vì sao có kẻ tới chửi rủa, đánh đập hay giết hại mình? Bởi vì xưa kia, khi mình còn si mê, mình đã từng chửi rủa, đánh đập, giết hại người khác. Do đó, kiếp này mình cần phải thanh toán cho sạch nợ nần xưa kia. Khi xưa vì si mê nên mình có nợ mà không trả. Ngày nay hiểu đạo, mình phải chân thành trả sạch nợ kia. Hễ mình trả hết nợ thì sẽ thấy đặng Quán Thế Âm Bồ Tát và làm bà con trong đạo với Ngài. Thế nên đã niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì khi gặp ai chúng ta cũng chớ tìm lỗi lầm của họ. Hễ cứ soi mói lỗi lầm của người thì mình chưa hết khổ, chưa chặt đứt gốc rễ đau khổ. Do đó, quý vị hãy nhận định rõ ràng mọi cảnh giới, thấu suốt căn nguyên mọi sự. Học Phật Pháp, quý vị phải biết vận dụng Phật Pháp. Nếu không biết vận dụng Phật Pháp, thì bất luận quý vị tu bao lâu, Phật Pháp vẫn là Phật Pháp, mà quý vị vẫn là quý vị. Khi biết vận dụng thì quý vị nhập làm một với Phật Pháp, không còn ngăn cách gì nữa. Nhẫn nại là pháp tối trọng yếu. Quý vị phải nhẫn được những việc khó nhẫn. Ví dụ, quý vị không thích bị chửi rủa, song hễ có ai mắng quý vị hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy quý vị không thích bị đánh đập, song hễ ai đánh quý vị hãy vui vẻ chịu đựng. Quý vị không muốn chết vì mạng người quý báu lắm. Song hễ có ai muốn giết quý vị hãy xem như họ giải thoát một đời nghiệp chướng cho quý vị. Họ chính thật là thiện tri thức đấy. Quý vị ơi, khi học Phật Pháp, chúng ta phải đổi ngược thái độ lại mà học. Tu đạo cũng phải đổi ngược thái độ lại mà tu. Thế nào là đổi ngược thái độ? Tức là hãy thích làm những việc mà xưa kia mình không ưa thích. Việc mình chẳng ưa thì chớ bao giờ bắt kẻ khác làm. Nếu quý vị cũng hệt như những kẻ tầm thường khác, chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ, chẳng thể dứt trừ sự chấp trước vào cái tôi và vào cái pháp, cứ giữ chặt bốn quan điểm phân biệt mình, người, chúng sinh và thọ giả, thì quý vị sẽ có rất nhiều rắc rối phiền hà. Nếu quý vị biết lùi một bước thì chuyện gì cũng tự nhiên yên bình,
như biển lặng trời trong. Khi học Phật Pháp, chớ học đòi thứ cao thâm diệu dợi, vì rằng bình thường tâm thị đạo, trực tâm thị đạo tràng. Tâm bình thường, tâm không dục vọng là đạo. Lòng thẳng thắn là đạo tràng, nơi tu hành. Bởi thế, chúng ta cần phải có tấm lòng chính trực, thẳng thắn khi tu hành. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ có lòng tham lam. Đừng nghĩ, tôi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sẽ phát tài. Đó là việc không thể có. Khi quý vị không tham, giàu sang có thể tới. Một khi nảy lòng tham, quý vị sẽ chẳng được gì đâu. Khi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị đừng khoe khoang. Tôi tới chỗ nọ chỗ kia tham gia Thất Quán Âm, quý vị chưa hề tham gia thì đâu có bằng tôi. Quý vị chớ khởi vọng tưởng như thế, cũng đừng ham danh, tham lợi hay thích hưởng thụ sung sướng. Lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy niệm một cách bình thường, chớ cầu cạnh bất kỳ việc gì. Đừng nên bắt chước những kẻ vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vừa nghĩ, tôi hiếm muộn không con, cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho tôi đứa con trai. Con người thì xin con gái. Cũng có nhiều cậu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin có đặng cô bồ xinh đẹp, và nhiều cô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu gặp bạn trai. Những việc như thế đều chẳng thể được. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Âm, hãy quét sạch những ý tưởng dơ bẩn ấy đi. Đừng nên có lòng tham lam, giận dữ hay si mê. Ví như ngày ngày mặc áo, chớ để ý áo đẹp hay không, chỉ cần ấm thân là tốt. Ngày ngày ăn cơm, chớ nảy lòng tham thức ngon vật lạ. Nếu có những ý tưởng ấy, quý vị chẳng còn dùng chân tâm để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Nếu quý vị quả thật thành tâm niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sao lại còn nghĩ tới chuyện ăn ngon mặc đẹp? Quý vị đã quên những thứ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ. Chỉ có một cách là quên đi mọi chuyện, thì chúng ta mới hợp nhất với Quán Thế Âm Bồ Tát đặng. Trong lòng chúng sanh, ai ai cũng sẵn có một vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là niệm Đức Quán Âm ở lòng mình. Con người nói, tôi tìm trong tâm, sao chẳng thấy tâm tôi đâu hết. Nếu quý vị không có tâm, quý vị chẳng cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì. Bởi vì chính đó, tức là quý vị không có tâm, là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là sự không có tâm. Bởi vì Ngài hoàn toàn không khởi vọng tưởng, cũng chẳng có tham sân si. Ngài không bao giờ tính toán hôm nay mặc áo gì cho đẹp, ăn món gì cho thật ngon, hoặc muốn hưởng thụ đồ cúng dường gì. Ngài không chấp trước gì cả, không mong cầu gì hết. Việc Ngài làm là cứu độ chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử, thành tựu Phật đạo. Ngài không mong cầu gì ở chúng sanh cả. Ngài mong cho chúng sanh có thể chân chánh hiểu rõ Phật Pháp, hết sạch tham sân si. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nghĩ lăng xăng suốt ngày. Sáng ra chẳng ăn gì cả, tối lại cũng chẳng có trà uống, thật khổ quá mức, chịu không nổi nữa rồi, mau mau cuốn gói chạy thôi. Tu hành như vậy thật chẳng có giá trị gì cả. Giảng ngày 16 tháng 3 năm 1976. Khai thị Thất A Di Đà.